Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng quý vị anh chị em trở lại với cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang. Hôm nay em Sáng rất vui được đứng đây để trải lòng mình với quý vị anh chị em. Trước mắt quý vị đây là một trong những mẫu tủ rượu, là một trong những sản phẩm vô cùng đặc sắc mà cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang sản xuất, phải nói là rất nhiều. Và mẫu tủ này cơ sở bên em vẫn hay thường gọi là mẫu tủ rượu cánh cong, hay còn gọi là tủ hoa lan tây. Quý vị anh chị em có thể gọi là tủ Louis cũng được quý vị anh. Và với những mẫu tủ này thì cơ sở bên em làm rất nhiều các loại gỗ khác nhau, đặc biệt các sản phẩm tủ rượu bên em làm ví dụ như gỗ chắc, gỗ cẩm lai, gỗ xưa Nam Mỹ. Và trước mắt quý vị đây là một chiếc tủ rượu cánh cong được cơ sở bên em làm trên nền tảng chất liệu gỗ mun của Lào. Như quý vị anh chị em đã biết, với chất liệu gỗ mun, đặc biệt là gỗ mun của Lào, là một chất liệu gỗ phải nói là hết sức tuyệt vời. Gỗ thì có tính chất đó là gì? Đanh, cứng, tôm gỗ mịn màng. Đặc biệt là khi hoàn thiện thì gỗ rất bóng bẩy và có chiều sâu về sản phẩm, quý vị anh chị em ạ. Và sản phẩm này được cơ sở bên em làm đó là theo một đơn đặt hàng của một bác khách, và sản phẩm này bên em sẽ giao mộc quý vị anh chị em ạ. Đấy, thì để nói về những sản phẩm tủ rượu này thì chiếc tủ này có thông số kỹ thuật to hơn với những sản phẩm khác mà bên em làm. Ví dụ bình thường cơ sở bên em làm những mẫu tủ rượu có kích thước là 1m8, chiếc tủ này thì được cơ sở bên em làm có chiều dài là 2m, chiều sâu là 45 và tổng cao là 2m30. Quý vị anh chị em thấy này, và đặc biệt em Sáng rất thích giới thiệu làm những clip về những sản phẩm còn nguyên mộc. Khi mà những sản phẩm còn nguyên mộc, quý vị anh chị em, đặc biệt là những người chơi đồ lâu năm, họ sẽ cảm nhận được những sự chân thật nhất về những sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm được làm từ gỗ quý. Và nó là gì? Khi quý vị anh chị em xem mộc thì quý vị anh chị em sẽ biết được sản phẩm nào là chất lượng và sản phẩm nào là không chất lượng. Và đây chỉ là một cái sản phẩm, trong có rất nhiều sản phẩm được làm từ cơ sở bên em. Như quý vị anh chị em thấy này, toàn bộ sản phẩm này được cơ sở bên em làm lựa gỗ này, chất liệu gỗ mun của Lào. Như cơ sở bên em lựa những cây gỗ già quý vị anh chị em ạ. Và đặc điểm của những cây gỗ già là như thế nào và những cây gỗ non như thế nào, tại sao những sản phẩm được làm những cây gỗ mà có già màu, đặc biệt là màu trầm, thì bao giờ có giá trị cao hơn quý vị anh chị em ạ. Đấy, gỗ mun của Lào thì có rất nhiều thể loại vân veo cũng như là chất liệu gỗ khác nhau. Đấy, như quý vị anh chị em thấy này, hàng mộc như bên em lựa những cây gỗ, đặc biệt là những cây gỗ này có vân xanh, xanh đen và chỉ. Đấy, chỉ là chỉ tăm quý vị anh chị em ạ. Đấy, và những sản phẩm như thế này thì bên em lựa gỗ từ khi mua gỗ pha phôi là phải lựa những cây đầu gỗ là rất kỹ rồi. Thì đấy là những cái kinh nghiệm mà em Sáng đi mua gỗ. Và sản phẩm này đặc biệt này, quý vị anh chị em thấy này, đây anh chị em thấy này, ngăn kéo này. Đấy, ngăn kéo thì chiếc tủ này có ngăn kéo là dài 45 phân, là dài hơn so với những cái ngăn kéo trước mà em Sáng hay làm. Đây anh chị em thấy này, đấy, hàng còn nguyên mộc là như này quý vị anh chị em ạ. Đấy, là gì? Là bên trong này, đấy, chưa có làm gì cả quý vị anh chị em ạ. Đấy, và đặc biệt này quý vị anh chị em thấy này, ván này, đặc biệt ván rất dày anh chị em này. Đấy, quý vị anh chị em nghe này, ván họng này. Đấy, đấy, quý vị anh chị em ạ. Đấy, sản phẩm thì nếu quý vị anh chị em chỉ cần gõ như này, quý vị anh chị em có thể biết độ dày của ván rồi. Mình không thể giới thiệu nhiều nữa quý vị anh chị em ạ. Đấy, đặc biệt này quý vị anh chị em này, đấy, hai cánh này này cùng một cây gỗ này. Đấy, cùng một cây gỗ thì em Sáng lựa vân rất đẹp quý vị anh chị em ạ. Đấy, và bốn chiếc cánh cong này thế này, bốn chiếc cánh cong này cũng cùng một cây gỗ này. Đấy, những sản phẩm như thế này thì tại sao những sản phẩm mà khi mà em Sáng làm ấy, em Sáng đan xen chọn những cái đặc thù, những cái vân veo hay là những cái tính chất cân đối để tạo lên một sản phẩm đẹp, thì nó đòi hỏi là cả một quá trình quý vị anh chị em ạ. Đây, bên trong của tủ này anh chị em thấy này, đấy, bên trong của tủ rất rộng rãi, quý vị anh chị em có thể để những cái bình rượu ở trong đây. Đấy, còn ở tầng trên của tủ anh chị em có thể để những chai rượu vô cùng tiện lợi. Đấy, bên trong ngoài như một quý vị anh chị em ạ. Sản phẩm được bên em Sáng làm thì trong ngoài như một. Đấy, tại sao nó có giá trị cao thì em Sáng chỉ muốn chia sẻ một vài cái kinh nghiệm, một vài những sản phẩm. Đấy, còn những sản phẩm như này mà để hoàn thiện nên nó vô cùng tuyệt vời thì một thời gian nữa, sau khi em Sáng xong cái showroom này, sẽ có rất nhiều tác phẩm đồ gỗ mà em Sáng hoàn thiện bằng chất liệu gỗ cẩm lai, gỗ chắc, gỗ mun, hoàn toàn hàng còn đánh xi hết. Và em Sáng sẽ review từng những sản phẩm hoàn thiện. Và đây là sản phẩm còn mộc quý vị anh chị em ạ. Đấy, sản phẩm còn mộc này anh chị em này, vành mai này được em Sáng lựa vô cùng tuyệt vời. Đấy, anh chị em thấy để ý vành mai này, lựa những cái vân tâm này, rất tuyệt vời luôn, phải nói là như vậy. Toàn bộ toàn bộ thanh cánh này rất dày dặn chắc chắn anh chị em ạ. Đấy, thì để nói về chất liệu gỗ mun này thì anh chị em, những người chơi đồ gỗ lâu năm rồi, họ rất yêu quý những dòng gỗ như thế này.
Và tại sao cơ sở bên em Sáng rất thích làm những sản phẩm gỗ quý? Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất nó là cái tính truyền thống rồi. Nhà em Sáng là từ xưa nay là sản xuất những dòng gỗ quý, gỗ xưa, gỗ chắc, gỗ cẩm lai. Và đặc biệt những sản phẩm như thế này thì tại sao bên em làm đa dạng sản phẩm? Bởi vì sao? Ở xung quanh nhà em Sáng thì có đa dạng tất cả các chợ gỗ chắc có, chợ gỗ cẩm lai có, chợ gỗ mun có, đặc biệt các dòng gỗ gõ, gỗ hương đá đều có hết. Thì để nói về những sản phẩm như thế này thì anh chị em lưu ý này, thường thường những cơ sở nào người ta hay làm gỗ quý thì người ta bao giờ thì người ta sẽ làm những sản phẩm nó sẽ chất lượng. Bởi vì sao? Bởi vì những sản phẩm này được bên em mua gỗ là mua theo cân, mua nhặt quý vị anh chị em ạ. Đấy, mua nhặt. Còn nếu mà những dòng sản phẩm còn rất nhiều gỗ to như gỗ hương đá, gỗ gụ thì nó thì mua rất dễ, làm hàng rất dễ. Còn đây là mình mua nhặt. Để lên một cái sản phẩm tủ gỗ, tủ rượu có vô vàn những thanh gỗ khác nhau của những cây gỗ khác nhau, nhưng mình làm sao để lên một sản phẩm nó phải có tính chất cân đối, đặc biệt tính chất cân đối về màu sắc, hai là tính chất cân đối về chất liệu gỗ. Đấy, bởi vì sao những sản phẩm như thế này được bên em Sáng hoàn thiện thường thường đánh xi thì nó phải đòi hỏi sự chân thật quý vị anh chị em ạ. Đấy, còn những sản phẩm mà đã hoàn thiện rồi thì nó rất đơn giản thôi, không có gì là khó quý vị anh chị em ạ. Đấy, đây em có thể quay luôn cả bên hậu, bên hông của tủ này, anh chị em thấy này, toàn bộ bên hậu của tủ này. Đấy, nếu quý vị anh chị em, đây là một kinh nghiệm chia sẻ mà em Sáng chia sẻ quý vị anh chị em này. Quý vị anh chị em đi mua hàng những sản phẩm ấy, thứ nhất cứ ngửa gầm lên quý vị anh chị em ạ. Đấy, cứ ngửa gầm ghế lên, ngửa mặt hậu của tủ lên, sản phẩm đẹp hay không nó thể hiện đến chỗ đấy. Đấy, đấy là một trong những chia sẻ kinh nghiệm mà em Sáng muốn nói ở đây là gì. Đấy, sản phẩm này anh chị em này, đấy, bên em làm này. Đấy, tại sao trên thị trường có rất nhiều sản phẩm mẫu như này người ta bán rẻ hơn, thì đây là một trong những cái yếu tố mà em Sáng chỉ muốn nói quý vị anh chị em ạ. Đấy, để nhìn thấy chiếc bề ngoài ta không thể đánh giá được một sản phẩm đắt hay rẻ. Quý vị anh chị em phải nhìn tận mắt, sờ tận tay, hiểu được về chất liệu gỗ cũng như từng đường mọng, người ta mới biết được chân quý được cái giá trị của sản phẩm. Đấy quý vị anh chị em ạ. Còn nếu như quý vị anh chị em chỉ nhìn sơ qua thì em Sáng cũng tư vấn cho khách, cái này rất khó. Thật ra là nếu quý vị anh chị em ở gần, em Sáng rất mong quý vị anh chị em bớt chút thời gian qua xưởng, qua nhà. Thì địa chỉ của em Sáng đó là gì? Đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang có địa chỉ tại Kim Thiều, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Linh. Bên này bên cửa hàng, còn bên xưởng bên sau nhà quý vị anh chị em ạ. Đấy, thì khi quý vị anh chị em đến đây thì em Sáng sẽ chia sẻ tới quý vị anh chị em có rất nhiều câu chuyện về các sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp mà quý vị anh chị em định sắm sửa cho ngôi nhà của mình quý vị anh chị em ạ. Không việc gì phải vội, đặc biệt là các sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp. Đấy, bởi vì sao? Vội thì chắc chắn không được đẹp. Những sản phẩm này là những sản phẩm làm thủ công quý vị anh chị em ạ. Đấy, nó phải có thời gian mua gỗ, thời gian pha gỗ và thời gian thợ làm anh chị em ạ. Chứ không phải là bây giờ mà đặt một cái sản phẩm mà bây giờ một tuần sau là có hàng, trừ khi quý vị anh chị em mua sẵn. Đấy, mua sẵn thì những những sản phẩm mua sẵn ấy thì cái sản phẩm nó có nào thì như thế, còn những sản phẩm hàng đặt nó khác nhau quý vị anh chị em. Đây, quý vị anh chị em có thể nhìn thấy đường mọng này. Đây, em quay cận cảnh này. Đấy, đây đấy, những đường mọng của tủ này anh chị em thấy này. Đấy, mọng cá hết, mọng hết hoàn toàn đấy. Chiếc tủ này bên em hạ làm có thể tháo rời được, anh chị em thích gắn thì gắn, thích tháo rời tháo rời, em chiều hết quý vị anh chị em ạ. Đấy, thì để muốn nói một điều như nào, trong vô vàn các cơ sở và cũng như là trong vô vàn các trang thương mại điện tử, thì em Sáng chỉ muốn nói một điều là những sản phẩm này là những sản phẩm mà em Sáng làm với tâm huyết của một người con làng nghề quý vị anh chị em ạ. Đấy, cơ sở rõ ràng, sản phẩm thực tế, người thật việc thật. Đấy, thì những thông tin như thế thì em Sáng muốn nói quý vị anh chị em là hãy trao những cơ hội, mặc dù nó rất nhỏ thôi nhưng em Sáng rất mong được phục vụ quý vị anh chị em. Đây, như quý vị anh chị em thấy này, đây là một cái sản phẩm, em Sáng xin thưa quý vị anh chị em, đây là một mẫu sản phẩm Louis Hoa Lá Tây. Mẫu sản phẩm này là một trong những mẫu sản phẩm rất tuyệt vời từ xưa đến nay rồi, nó mang một cái dáng dấp vô cùng thanh tao, đặc biệt đơn giản nhưng đầy sự tinh tế trong đó. Thì sản phẩm này được cơ sở bên em làm gì? Sản phẩm này là khách hàng của bên em là đã sử dụng cách đây hơn 20 năm rồi, và bây giờ khách hàng của em là mang về đây để em Sáng make up lại, tu sửa lại để sản phẩm nó đẹp hơn, nó mới hơn quý vị anh chị em ạ. Đây, hàng này bên em đánh xi đấy quý vị anh chị em, đây là đang là phá lót nhá. Đấy, phá lót phải như vậy này quý vị anh chị em ạ. Đấy, chất liệu là như vậy. Đấy, thì sau khi sản phẩm này bao giờ xong em Sáng sẽ đi review tiếp. Đấy, nói đơn giản thôi quý vị anh chị em. Đây, đấy, nhìn thực tế thôi. Đấy, ba cái bên em đang đánh phá lót này, giấy giáp bên em sử dụng này, giấy lụa này, hoàn toàn những sản phẩm này anh chị em thấy này. Đấy, để nói lên, để hoàn thiện một sản phẩm cao cấp thì nó đòi hỏi rất nhiều, con người phải giỏi,
nguyên vật liệu phải tốt. Đấy, chứ không thể nào nói là bây giờ mà hoàn thiện một sản phẩm mà bây giờ bạn dùng cái giấy ráp bình thường thì không bao đẹp được quý anh chị em ạ. Giấy ráp chất liệu tốt 15.000 một tờ, thường thường những giấy rắn chỉ 7.000, 7.000 rưỡi một tờ thôi. Nhưng bên em chơi hàng 15.000 một tờ. Tại sao? Sản phẩm tốt cộng với con người tốt thì lên sản phẩm nó mới đẹp được, đánh nó mới tơi, phon nó mới mịn màng và đặc biệt là nó sẽ tới được tôm gỗ. Đấy. Thì để quý vị anh chị em biết được ấy, tại sao một cái sản phẩm nó có giá trị như vậy. Đấy, không thể nào cứ nhìn qua sản phẩm mình đánh giá được chất lượng quý vị anh chị em ạ. Và mẫu tủ này thì nếu quý vị anh chị em có nhu cầu thì bên em giao hàng toàn quốc quý vị anh chị em ạ. Hàng sẽ được đóng kiện, đóng pallet. Đấy, tùy quý vị anh chị em sở thích, quý vị anh chị em lựa chọn cái gỗ nào thôi. Nếu gia đình quý vị anh chị em đang sử dụng chất liệu gỗ mun nào này thì đây là một trong những sản phẩm rất đẹp quý vị anh chị em, hết sức tuyệt vời. Và một lần nữa, đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang xin trân trọng chào thân ái quý vị anh chị em.